Xin chào các bạn. Hôm nay chương trình cùng bạn đọc sách. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn Có một mặt trời không bao giờ tắt của tác giả Lê Dương Thể Hạnh. Chương 10 mang tên Mong manh sự sống. Chỉ mới hơn 8 giờ sáng mà phòng xạ trị đông kín bệnh nhân ngồi đợi. Biết vậy nên Lợi ở lại suốt từ chiều hôm qua để hôm nay đưa Lý đi xạ trị sớm. Lý mon men hỏi thăm một bệnh nhân điều trị ngoại trú. Chị ở tỉnh đến đây chữa bệnh à? Chị có thể cho em biết chị bị bệnh gì được không? Chị đã xạ trị mấy tia rồi, có biểu hiện gì bất ổn không chị? Tôi là giáo viên dạy cấp 3 ở huyện Di Linh, Lâm Đồng. Cách đây hơn một năm, tôi đau đầu và phát hiện khối u. Tôi đã phẫu thuật rồi, nhưng đến giờ đầu vẫn đau. Nghe các thầy, cô, đồng nghiệp và người thân mách bảo, tôi nộp đơn và làm bao nhiêu là thủ tục gần nửa năm trời mới được xét duyệt xạ trị. Hôm nay là tia xạ trị thứ hai, xong tôi ra bến xe về Di Linh và tuần sau lại xuống. Người phụ nữ với nét mặt hiền lành, thật tình chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị. Vậy mình là đồng hương Lâm Đồng rồi chị. Em tên Lý, quê ở Đà Lạt. Lý cởi mở đáp. Câu chuyện với người cô giáo đồng hương làm Lý thêm yên tâm về phác đồ mà bác sĩ Luận đã đưa ra. Có lẽ đây là liệu pháp tốt nhất cho bệnh tình của Lý. Tuần thứ hai sau khi tiếp nhận phác đồ mới, như bao lần Lý xạ trị và trở về phòng ăn uống nghỉ ngơi, đặt lưng lên giường, Lý không nhịp nhàng theo tiếng nhạc được như mọi lần mà ôm đầu than đau. Đau quá mẹ ơi, đau như có ai đó đặt một tảng đá vừa to vừa lạnh buốt lên đầu con, Lý nói trong nước mắt. Bây giờ phải làm sao đây Lợi, con gọi điện cho bác sĩ Luận liền đi con. Mẹ Lý lại khóc. Lợi cũng lo lắng không kém, lật đật gọi điện thoại cho bác sĩ Luận. Ông trấn an, đây là những phản ứng của cơ thể trong quá trình điều trị. Để tôi chỉ định y tá truyền cho dạ Lý một chai thuốc giảm đau, quấy giờ tôi sẽ ghé thăm cô ấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ, Lợi đáp. Và rồi từ hôm đó, có xạ trị hay tạm nghỉ ngơi thì đầu Lý vẫn đau từng cơn. Tuy vậy, lúc tỉnh táo, Lý lại là Lý của hôm nào. Những cơn đau của em thường chỉ làm việc vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Mai cuối tuần, em cho tụi nó xả hơi bằng chuyến ăn chơi thỏa thích tại An Đông Plaza. Với lại bạn em nói, ở đó có shop đèn trang trí đẹp lắm. Em muốn chọn một chùm đèn pha lê treo ở phòng khách Happy House. Ok, vậy thì hôm nay anh phải về sớm sắp xếp công việc. Mai mình đi chơi nhé. Lợi hưởng ứng và quay sang chào mẹ Lý. Dạ, thưa cô con về. Có gì gọi điện thoại cho con nha cô. Tiếng chân Lợi xa dần. Chỉ còn mẹ cô và Lý trong phòng bệnh. Ba cô đang đâu đó tìm đĩa nhạc hay phục vụ bệnh nhân út và điều dưỡng mẹ. Vài tháng nữa, Lý khỏe thì cả nhà sẽ lại vui như thường. Ngoài trời, gió thổi, vi vu. Bước vào tuần thứ ba của phác đồ xạ trị, vết mổ đã lành hẳn, nên Lý có thể tự gội đầu cho mình. Cô cúi xuống đưa vòi nước xịt lên đầu, tay xoa xà phòng và bắt đầu vò tóc. Một nắm tóc, rồi hai nắm tóc. Lý nhìn những lọn tóc dài đen mượt của mình rời khỏi da đầu, nước mắt lã chã rơi. Xạ trị mà, rụng tóc là chuyện đương nhiên thôi. Lý tự nhủ và cố tươi tỉnh khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và rồi cứ như vậy, mỗi ngày một ít tóc lặng lẽ ra đi, vùng da trực tiếp chịu tác dụng của xạ trị, đặc biệt là vành tay trái, nám đen lại. Nhìn bộ dạng của mình trong gương mà Lý không kiềm được nước mắt. Hình hài thế này thì dâu rể cưới xin gì nữa. Lý bật khóc. Tóc rụng rồi tóc lại lên, vài bữa hết bệnh còn không kịp cắt nữa bây giờ. Lợi an ủi. Ừ thì cứ tin là vậy. Lý nói giọng buồn buồn. Khu phòng bệnh của Lý hôm nay lao sao từ sáng sớm. Lý đang mơ mơ màng màng vì suốt đêm không ngủ thì cô tạp vụ vào dọn vệ sinh. Đây là công việc thường nhật nên Lý cũng không mấy quan tâm đến sự có mặt của cô. Bệnh nhân phòng số 12 vừa ra đi lúc 4 giờ sáng nay. Người nhà đang làm thủ tục để mang xác về mai táng. Cô tạp vụ nói chuyện với mẹ Lý. Lý tỉnh ngủ và thấy hơi ớn lạnh. Phòng bệnh số 12 chỉ cách phòng Lý vài bước chân. Người đàn ông xấu số ấy chưa quá 40 tuổi. Anh bị ung thư vòm họng, đã qua 20 tia xạ nhưng vẫn lìa xa dương thế. Để lại người vợ trẻ cùng đứa con thơ gọi tiếng cha chưa tròn. Mới hôm nào còn gặp anh ấy ngoài công viên bệnh viện. Giờ mọi thứ đã hết rồi.
đời người như cánh lục bình trôi. Lý Phùng dậy, vệ sinh cá nhân rồi lang thang ra cửa. Lợi đi mua mì sợi cho cô rồi. Tối qua cô nói muốn ăn thứ đó nên ngủ dậy đã không thấy anh đâu. Vừa đi, Lý vừa đọc bài thơ trộm nghĩ trong đầu. Đời buồn hai tiếng tự sinh, biệt ly, ly biệt thường tình thế gian. Con trẻ đau đớn khóc than, bố ơi đừng chết nghe tan nát lòng. Ngôi nhà trên dưới trống không, còn đâu dáng bố nhớ mong ngậm ngùi. Sinh lão bệnh tử khiến xui, xin người an giấc tươi vui thiên đường. Bức tượng mẹ bồng con cách đó không xa, mới sớm bừng mà đã chật kín người, nghi ngút khói nhang, trái cây, bánh kẹo. Người ta cho rằng đây là biểu tượng lương y như tử mẫu để nâng đỡ tinh thần bệnh nhân. Lắm kẻ lại đồn thổi đây là pho tượng được dựng lên để tưởng nhớ một vị phụ nữ Nhật trung tình. Cô đã ôm con nhảy lầu theo anh chồng quá cố đã ra đi vì tai nạn lao động khi đang thi công bệnh viện trong vai trò kỹ sư xây dựng nhiều năm trước. Không cần biết rõ nguồn gốc là gì, Lý cũng quỳ sụp xuống, khấn khấn lạy lạy. Có lẽ cô đang ước đấng linh thiêng hãy phù hộ cho cô mau khỏi bệnh để viết tiếp những trang thơ vẫn còn dang dở. Lợi đã về và cũng quỳ xuống nguyện cầu sau Lý tự bao giờ. Tạo hóa ơi, người có hay chăng lời đôi trẻ. Những biểu hiện xấu của xạ trị khiến cả nhà Lý lo lắng. Ba mẹ cô, anh chị cô chẳng biết làm gì ngoài việc chăm sóc Lý thật tốt và đem về đủ loại kẹp tóc với hy vọng làm Lý vui. Chị mới mua cho Út cái cài đầu nè, tha hồ mà che chỗ tóc rụng. Chị Tư vừa nói vừa lấy trong giỏ ra giải ri băng cài tóc bằng vải bản rộng có đính hạt cườm lấp lánh. Cảm ơn chị Tư nha, em không sao đâu, mỗi ngày mỗi kiểu, người ta tưởng em đang diễn thời trang kẹp tóc thì ngại lắm. Lý có vẻ quen với những điều bất thường do xạ trị. Hôm nay cuối tuần, Liên vào thăm Lý sớm và ra vẻ bí mật. Có cái này cho Lý nè, thử coi sao nha. Bé Liên lại lôi ra một bộ tóc giả ngang lưng, màu đen, rất giống tóc thật. Nghiên cứu ở đâu vậy bà chị? Mà tóc giả bây giờ văn minh ghê. Hồi đó, Lý đội tóc như cái nón bảo hiểm á, cứng ngắc, nặng trịch chứ đâu mà mềm mại nhẹ nhàng thế này. Nói đoạn, Lý quay qua Lợi pha trò. Hình như cái số em phải xài đồ giả. Lần đầu anh gặp em, năm đó em 16 tuổi, anh có biết em đội tóc giả không? Giờ hơn 10 năm hội ngộ, mình lại gặp nhau tại chợ rẫy. Lý ướm thử và nói với cái đầu tóc giả. Liên mua tại tiệm tóc tiên trên đường Hai Bà Trưng, gần chợ Tân Định đó. Chỗ này nhiều loại lắm, phục vụ cho nhu cầu của ca sĩ diễn viên mà, Liên đáp. Nhìn Lý giống diễn viên điện tử không? Cô đội tóc, tay làm duyên và nhe răng cười. Lý đã lấy lại phong độ. Hơn 3 tháng điều trị với 1 ca đại phẫu và 27 tia xạ, Lý xuất viện với niềm tin kiên định rằng khối u đang hoại tử và một ngày không xa, Lý sẽ khỏe mạnh, khoác áo cô dâu, lại trở về môi trường làm việc năng động thuở nào. Nhanh nhanh lấy túi nước nóng giùm con lại đau đầu quá. Nghe tiếng cô mà mẹ Lý bỏ dở chén cơm, vội vã chế nước nóng vào túi cao su cho cô chườm đầu. Cứ như vậy 1 tháng, 2 tháng rồi mãi đến 1 năm trôi qua, việc Lý đau đầu lăn lộn mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Khối u đang hoại tử, cố gắng kiên trì vì chữa trị những chứng bệnh về não rất tốn thời gian và công sức. Bác sĩ Luận trấn an mỗi lần tái khám. Mẹ ơi, sao cái miệng con bị lệch qua bên phải, uống nước thì chảy ra ngoài mà nhắm mắt lại còn không kín nữa. Lý vừa soi gương vừa gọi mẹ. Con đường từ Lê Văn Thọ Gò Vấp sang Cộng Hòa, Tân Bình hôm nay sao dài quá. Đến phòng mạch của bác sĩ Luận rồi. Lý reo lên nhưng vẫn rất còn đông người đang đợi tới lượt mình. Chỉ còn cách đợi thôi, Lý nói và lại kiên nhẫn chờ. Bác sĩ ơi, con có thể châm cứu để phục hồi cơ miệng được không ạ? Lý lo lắng hỏi. Đây là một biểu hiện trong quá trình điều trị, nhưng nếu con muốn châm cứu, bác sẽ giới thiệu nơi đáng tin cậy cho con. Tới khi cơ miệng phục hồi thì chẳng biết nhờ vào châm cứu hay là tiến triển của phác đồ. Bác sĩ Luận mỉm cười tự tin. Phòng mạch đông y của Lương Y Dương Tùng trên đường Lê Quý Đôn, quận 3 lúc nào cũng đầy kín bệnh nhân đến khám.
Lý bắt chuyện với một người bạn mới quen ngồi cạnh trên dãy ghế đợi. Chị ở đâu? Đến đây chữa bệnh gì vậy chị? Tôi ở Long An lận, bị đau cột sống lưng, tới thầy này châm cứu. Dưới tôi cũng có người bị méo miệng giống cô mà châm cứu khoảng 2 tháng là thẳng lại à? Thầy này hay lắm, chị nói giọng miền Tây đặc sệt. Vậy là bác sĩ Luận đã giới thiệu phòng mạch tốt cho mình. Lý tự nhủ, niềm tin trong Lý lại trở về. Từ hôm ấy, bất kể nắng mưa, nơi cô thường đến không chỉ là phòng mạch của bác sĩ Luận, mà ba cô vẫn hàng ngày chở con gái gần 20 cây số từ Gò Vấp ra quận 3 để châm cứu. Út ơi, mưa to quá, ba đón taxi cho con đi, còn ba mặc áo mưa chạy theo sau nhé. Bà Lý đề nghị. Trời mưa như chút nước, còn một đoạn khá xa mới tới nơi. Ngồi trên xe taxi, Lý nhìn dáng cha già đuổi theo sau, ướt đẫm nước mưa mà Lý chỉ biết khóc. Hỡi trời ở trên cao, xin người cho con sức mạnh để vượt qua cơn giông tố này. Lý nguyện cầu trong lúc chuẩn bị xuống xe. Mưa rồi sẽ tạnh, Lý tin như vậy, nhưng sao cơn mưa này dai quá. Đã nửa năm trôi qua mà cơ miệng không mảy may có dấu hiệu phục hồi. Đầu thì vẫn đau như bố bổ mỗi sáng thức dậy, hay những khi trở trời. Bản thân Lý đau đã đành, nhưng ai có hiểu cho nỗi đau của bậc sinh thành. Nhìn con quằn quại mà ba Lý không nuốt nổi cơm, dáng người nhanh nhẹn chạy lên chạy xuống cầu thang tìm mẹ con gọt táo cho ba ăn ngày nào không còn nữa, thay bằng cái lưng khom khom mới lên có vài bậc tam cấp mà đã giàn giụa mồ hôi, nói không ra lời. Bữa nọ Lý đau đầu bất thường và chỉ có hai cha con ở nhà. Ba Lý vội vã đun nước và ủ nóng cho cô, chân nọ níu chân kia làm ba Lý ngã lăn đùng giữa nhà. Cũng may vết thương do bị té không nguy hiểm, nhưng lại phát hiện ra một điều đáng sợ hơn. Ba Lý bị hở van tim, hẹp động mạch vành. Hiện tại thì bệnh tình của bệnh nhân Nguyễn Đăng Lê chưa cần phải phẫu thuật, nhưng tránh làm việc nặng và xúc động mạnh. Bác sĩ viện tim Tâm Đức lưu ý. Thời gian cứ thế trôi, hết tờ lịch này đến tờ lịch khác được bóc xuống. Gia đình Lý từ trên xuống dưới như ngồi trên đống lửa. Anh liên hệ được phái đoàn bác sĩ do một tổ chức nhân đạo của Pháp phối hợp cùng bệnh viện 115 chuyên thực hiện các ca chương trình phẫu thuật từ thiện tại Việt Nam. Họ sẽ cho mình một cuộc hẹn vào thứ 6 tuần này về vấn đề thông dịch viên tiếng Pháp cũng như những thủ tục cần thiết để tiến hành chẩn đoán. Anh Tú sẽ thông tin cụ thể cho chúng ta. Em nên đến một bác sĩ khác để kiểm tra ngoài bác sĩ Luận. Anh sẽ sắp xếp công việc cùng em đến bệnh viện 115. Chồng chị ba gọi điện thuyết phục Lý. Anh Tú là con trai chú ruột của anh rể. Anh đã du học tại Mỹ nhiều năm và hiện đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp trang thiết bị, dụng cụ y khoa. Cảm ơn anh nhiều lắm, cả anh Tú nữa, nhưng em không đổi bác sĩ đâu. Gần 2 năm rồi, chắc cũng sắp có kết quả đó. Yên tâm đi huynh. Lý bỏ ngoài tai lời tha thiết của anh rể. Cơ hội được gặp vị bác sĩ người Pháp không nhiều, nên cả gia đình vào cuộc làm công tác tư tưởng với cô, hỏng mong một sự thay đổi cho bệnh tình của cô. Nghe lời ba mẹ đi con, để bác sĩ người Pháp chẩn đoán thử một lần thôi. Ba cô nói gần như năn nỉ. Con không tin mấy năm trời của con đổ sông đổ biển. Con sẽ theo bác sĩ Luận đến cuối con đường. Lý vẫn là Lý, cứng đầu và bảo thủ. Ba mẹ không chiều nó nữa, bắt nó phải đi khám. Chị Từ gắt lên. Nhưng mà cơ thể là của muội, ép muội tới nơi rồi muội không hợp tác thì làm gì nhau. Hê hê. Lý đánh trống lảng và bỏ chạy lên lầu. Trong lòng cô ngổn ngang bao lo lắng, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vậy là một cuộc tổng động viên nữa lại thất bại. Nỗi chăn trở và sốt ruột của gia đình Lý được trả lời bằng chỉ định đi chụp MRI để kiểm tra hiện trạng. Khối u diễn biến khá phức tạp, chúng ta cần thực hiện một tiểu phẫu để đặt ống thoát dịch từ não xuống ruột già. Bác sĩ Luận quyết định sau khi đọc kỹ hình chụp MRI. Vài ngày sau đó, Lý lại lên bàn mổ với niềm tin chỉ còn le lói. Đẩy con trên băng ca vào phòng bệnh phẫu thuật, mẹ khóc như mưa. Cố gắng lên con nhé, mổ rồi sẽ hết nhức đầu nha con. Ba mẹ, Lợi và các anh chị sẽ ở ngoài chờ con. Mở mắt là thấy ba liền. Ba Lý rơm rớm nước mắt.
Không sao đâu em, chuyện nhỏ như con thỏ là câu cửa miệng của Lý mà. Lợi gồng hết sức để đừng rơi lệ lúc này. Vợ chồng chị Năm, anh Sáu, bé Liên, còn chị Tư đâu mẹ? Lý điểm danh. Chị đây, chị Tư chạy tới với khuôn mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau. Trời ơi, đau hết rồi hết đau, chứ có gì mà cả nhà lo dữ vậy? Lý nói trong tư thế hai bàn tay bấu chặt vào nhau, giấu sau tấm mền mỏng của bệnh viện. Lại một ca phẫu thuật không thành công, chỉ vài ngày sau khi đặt ống thoát dịch, mắt Lý mở dần như chính niềm tin gửi trao nơi bác sĩ Luận vụt